Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Phản ứng của Knet trước tin ShinHye Angels đến Mỹ du học sau ly hôn với nam tài tử Song Jong Ki, nữ diễn viên ShinHye Angels nhận phải nhiều phản hồi trái chiều trước thông tin theo học nghệ thuật tại Mỹ. Theo phương tiện truyền thông từ Hồng Kông, Up Daily, kế hoạch mới trong tương lai của ShinHye Angels đã được tiết lộ. Gần đây, nữ diễn viên đã đến New York tham dự tuần lễ thời trang và quyết định ở lại đăng ký khóa học ngắn hạn ở trường nghệ thuật New York, Mỹ. Một số báo cáo chia sẻ ShinHye Angels đã không trở về Hàn Quốc vào dịp Tết Trung Thu. Đáp lại, đại diện công ty quản lý UAA của cô đã lên tiếng giải trình thông qua tờ MBN Star. Chuyện này liên quan đến cuộc sống riêng tư của cô ấy, vì vậy chúng tôi không biết về nó. Các quan chức giải trí cho biết, ShinHye Angels tò mò về những điều mới và luôn học cách sống bất cứ khi nào cô ấy ở nước ngoài. Dưới đây là một số phản hồi của cư dân mạng Hàn Quốc từ My Daily Whenever. ShinHye Angels là kiểu người cần được tự do đi lại và làm những điều cô ấy muốn. Cô ấy không sẵn sàng cho cuộc sống khi bắt đầu một gia đình của riêng mình và có con cái. Tôi thật là ghen tị vì ShinHye Angels giàu có để có thể làm những điều mình muốn mọi lúc, ngay cả khi sống một mình. Những người giàu có vẫn ổn sau khi ly hôn vì họ có rất nhiều cơ hội hơn. Nhưng chuyện ly hôn thực sự khó khăn hơn rất nhiều đối với chúng ta. Đó không phải là lỗi của người này người kia, chỉ là những lựa chọn khác nhau mà thôi. Không có gì phải ghét cô ấy cả. Mùa thuế vào tháng 9 sắp tới, vì vậy hãy đảm bảo rằng chị ta đã trả thuế đủ